Nam mô Phật. Cái tình trạng mà bệnh HIV hoặc là bệnh nan y, bệnh không cứu chữa được, bệnh mãn tính ở giới trẻ càng ngày càng nhiều. Đặc biệt nhất là những cái thông báo gần đây là bệnh trong nhóm LGBT là bị HIV rất rất nhiều. Có nhiều trường hợp người ta bị bệnh lắm, có thể người ta bị phơi nhiễm trong quá trình công tác, bị phơi nhiễm, hoặc có thể người ta vì đua đòi, vì ăn chơi, vì quan hệ một cách trụy lạc và lan chạ, hoặc có thể người ta bị dụ dỗ, lỡ cất bước vào đời, chưa biết đời gian ngoa và chua bạc. Dầu cho mình vì lý do gì mà mình bị bệnh, Tây y, Đông y, chạy hết rồi. Quý vị thỉnh kinh dược sư, quý vị trì tụng đi. Thanh Đồng lan tỏa điều này với tất cả mọi người. Thỉnh Phật dược sư về thờ, tranh ảnh hoặc tượng, một ly nước trắng, một ngọn nến đèn, trì kinh dược sư. Có rất là nhiều người bị bệnh mãn tính, ung thư luôn. Bệnh mãn tính và ung thư, người ta trì kinh dược sư một thời gian, người ta hết bệnh à. Nam mô Phật, sự nhiệm màu và linh thiêng của Pháp Phật. Ngay cả rất là nhiều người bạn Thanh Đồng, họ đều là những cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, rất giỏi về chuyên ngành khoa học, quá dược. Người ta bị bệnh mãn tính, nhưng mà người ta trì kinh dược sư, trì chú dược sư một thời gian, người ta không còn cơn đau nữa. Đi khám bệnh thì bệnh vẫn còn, nhưng mà cơn đau hiện lên trên cơ thể và không có nhập viện. Còn có nhiều người, người ta bị bệnh phải mổ, nhưng mà người ta trì kinh dược sư xong người ta không cần mổ nữa. Cái u, cái cục nó lặn mất tiêu à. Nam mô Phật, Thanh Đồng lan tỏa điều này đến quý vị. Nếu như mà vì lầm lỡ, vì lỡ rồi, bây giờ mình lỡ mang bệnh rồi, mình không biết phải làm sao, điểm tựa của mình là ở đâu, đừng nghĩ quẩn. Quý vị biết đó, Đức Như Lai gia trợ cho chúng ta. Thỉnh kinh dược sư về trì sáng tối. Nam mô Phật, biết đâu sự nhiệm màu, một chút ít phước phần còn lại của phước kiếp người dớt chúng ta qua cái bể nạn. Thanh Đồng lan tỏa điều này đến với tất cả đại chúng, và đặc biệt nhất là những người đang bị những cái bệnh mãn tính, ung thư vô phương cứu chữa, trong tình trạng như là trường hợp HIV như hiện nay. Và Thanh Đồng cũng hy vọng quý vị có thể lan tỏa điều này đến với đại chúng, để người ta biết người ta còn có một phương pháp để nương nhờ vào, không nghĩ quẩn, không làm bậy. Hoan hỷ tất cả mọi người.